And you should record locally. If you want to be in speaker view, that would be great. Or not, excuse me, no, gallery view. You want to be in gallery view. Forget speaker view. You want to be in gallery view. Of the EJ Council. Before I get to... trước khi tôi bắt đầu thì tôi muốn chúng ta có một số cái phần giới thiệu tôi qua về cái phần hậu cần cũng như là cái phần phiên dịch. Xin chào mọi người, tên tôi là Castle John. Tôi là bên thứ ba để hỗ trợ cho chương trình hôm nay. Tôi sẽ nêu ra một số cái điểm mà chúng ta cần đi qua như là hậu cần, phần phiên dịch này chúng ta sẽ có trực tuyến cho Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Asian Creole, tiếng Việt và tiếng Quan Thoại và ngôn ngữ. Hiện giờ tôi sẽ yêu cầu các phiên dịch sẽ chào Portuguese. Thank you. Haitian Creole. Could our Haitian Creole interpreter quickly switch to the English room and just say to participate in Haitian Creole, click the interpretation icon in the English room.
Thank you. Next is Kate Verdine Creel. Thank you. Vietnamese. And Mandarin. Thank you. And our ASL interpreters should be visible now. So back to Zoom logistics. Zoom attendees should be able to use their interpreter. Với lại phần hậu cần của Zoom hiện giờ, nếu chúng ta có thể chọn cái kênh phiên dịch bằng cách chọn vào cái hình quả cầu và sau đó chúng ta chọn ngôn ngữ chúng ta phần các phần nếu anh chị click vào cái biểu tượng CC anh chị có thể thấy được cái phần nếu anh chị và anh chị có thể chúng ta có thể các anh chị nào tham gia trực tuyến có thể gửi cái thông tin tôi sẽ gửi bạn qua email tôi sẽ đưa vào hộp thoại nếu anh chị cần cái phần dịch thì anh chị có thể đến cái trang web của hội đồng công lý và như vậy chúng ta sẽ thấy cái phần phiên dịch của các cái phần trình bày cuộc họp này sẽ được ghi âm và sẽ được đưa lên trực tuyến trang web của EGC vào nếu anh chị muốn hỏi các câu hỏi và có những cái ý kiến vui lòng gửi câu hỏi vào trong hộp Q&A. Nếu anh chị có bất kỳ câu hỏi nào thì vui lòng giơ tay trong phòng Zoom và tôi sẽ để anh chị có thể được nói và anh chị có thể gửi cái ý kiến của mình vào hộp Q&A để tôi có thể đọc lớn. Các anh chị tham gia có muốn đưa câu hỏi có thể là đảm bảo mình sẽ gọi vào microphone. Đối với các anh chị tham gia trực tuyến có thể nghe. Cuối cùng đối với các anh chị diễn giả hãy sử dụng ngôn ngữ đơn giản và hãy giảm những cái từ đồng nghĩa. Tôi cũng sẽ đề nghị hội đồng các thành viên hội đồng chỉ sử dụng cái hộp thoại cho hậu cần của logistics và không có những cái phần trao đổi nào khác và chúng tôi cũng đề nghị các hội đồng thành viên của hội đồng để camera trong suốt cuộc buổi hôm nay. Cảm ơn hội đồng. Tôi muốn tiếp tục. Đầu tiên tôi muốn cảm ơn vì đã hỗ trợ và tôi cũng muốn cảm ơn hội đồng. Bởi vì chúng ta làm rất là nhiều việc để có thể có được cái cuộc họp này trực tuyến để cho cả các anh chị tham gia trực tiếp và trực tuyến. Tôi biết là điều này không dễ dàng và chúng ta rất là cảm ơn EIG bởi vì đã hỗ trợ. Anh chị biết là việc tiếp cận được ngôn ngữ cũng như là việc tiếp cận trực tuyến để anh chị nào mà không thể đến trực tiếp được và tôi chỉ vừa đề cập đó là tôi muốn thêm vào một cái một trong cái chương trình của chúng ta về cái phần là theo dõi sau cái cuộc họp. Marcos đã trình một về định nghĩa EJ. Vậy anh đã làm rất là rõ hai cái phương án đó là chúng ta có thể chọn với lại định nghĩa của EJ và tôi sẽ đề nghị trong cái cuộc họp tiếp theo hoặc một cuộc họp nào sắp tới bởi vì anh ấy không có đây hôm nay và để cho chúng ta có đủ thời gian để xem xét và đó là cái mục mà không có trong chương trình của chúng ta nhưng mà để có mục tiêu là mình có thể xem xét lại chương trình thì tôi nghĩ là chúng ta có thể đọc và như vậy chúng ta có thể điểm danh xem lại cái chương trình nghị sự biên bản họp và thông qua biên bản họp và chúng ta sẽ có những câu hỏi và trả lời những câu hỏi ý kiến và chúng ta sẽ nghe thứ trưởng hội đồng công lý và
ưu tiên của các phòng và để chúng ta cung cấp để hội đồng có một cái nhìn chung về cũng như là bộ phận tiện ích công cộng và dành cho bộ phận công bằng môi trường, và chúng ta sẽ có thời gian dành cho hội đồng cũng như là thứ trưởng đưa ra những câu trả lời để thực sự đào sâu vào những cái chủ đề đó để chúng ta có thể trình bày, và sau đó chúng ta sẽ có một phần cho ý kiến của công chúng, và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu bước tiếp theo là tóm lược lại. Hiện giờ tôi muốn giới thiệu Chủ tịch Whedon, Chủ tịch của Auschwitz, và tôi chân thành cảm ơn vì anh ta đã đồng ý tham gia với chúng ta một chút. Và tôi muốn chào đón anh đến để đưa ra một cái phần trình bày đầu tiên. Và xin cảm ơn ạ. Tôi muốn xin lời gửi lời xin chào. Tên tôi là Sylvia và tôi đến từ thời điểm này tôi muốn đọc đối với những người cầu nguyện. Anh chị có thể tự cầu nguyện của mình. Xin cảm ơn các bậc vị tiền bối và bậc tổ tiên, cảm ơn vì tất cả mọi người, cảm ơn bầu trời, chúng tôi cảm ơn các vì sao, cảm ơn mảnh đất, cảm ơn các dòng sông, cảm ơn đại dương, và chúng tôi cảm ơn tất cả động vật, cảm ơn tất cả các mối quan hệ đã giúp chúng ta nhìn thấy những điều tốt đẹp và giúp chúng ta có thể làm những điều đúng. Đây là một, tôi chỉ muốn nói trong một cái cách chính thức để mà chúng ta cảm ơn trong dịp này, và đây là cơ hội và tất cả công việc hết sức tuyệt vời mà chúng ta làm để chào đón các bạn đến mảnh đất của One Nation, và thời gian ở đây để chúng ta có thể tưởng niệm 69 cái ngôi làng, có 69 ngôi làng trước, và chúng ta có khoảng 405 cái cộng đồng còn lại ở đây, thì must be nghĩa là cái nơi mà có cái vùng nước vịnh nước tốt, và chúng tôi được biết như là cái cơ quan về nước của Cape Cod, và chúng tôi cũng thấy Comeliza Ferity, và tôi muốn nói là Connie, đây một cái cách cảm ơn chính thức, và chúng tôi chào đón các anh chị đến với cái vùng đất, và vì những cái công việc tuyệt vời mà các anh chị đang thực hiện cho tổ tiên của chúng ta. Cảm ơn Chủ tịch. Ở hiện giờ thì tôi muốn tiếp tục phần điểm danh. Melissa. Ari Lahorn. Vâng ạ. Peter Marty. Sharon Hawley. Madeline Fraser Cook. Sophia Owen, here. Arizona. Yeah, I said here. Eric có tham gia không ạ? Vẫn chưa. I'm here. Anh ấy ở đây nhưng mà tôi vẫn không, ta không có nghe anh ấy. Tôi đang tìm anh ấy trên Zoom.
Mail Christian. Mail đã join chưa? Trên, tôi nghĩ là Chelsea và Marcos đang không thể tham gia được. Như vậy Crystal, chúng ta vẫn có tôi tin là như vậy. Tôi nghĩ là Ari ở trong cái phòng của tiếng Việt. Nào, mọi người có thể là đưa anh ấy ra khỏi cái room, cái phòng của tiếng Việt để tôi có thể. Chúng ta cần tám ạ. Và như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục phần thông qua phiên biên bản họp. Tôi đã gửi biên bản họp vào và chúng ta mở ra và tôi sẽ chuyển sang phần thông qua biên bản họp. Tôi có thể đề nghị và thông qua biên bản họp, sau đó tôi để có thể đề nghị việc thông qua biên bản họp thông qua. Vui lòng nói tôi.